top những chiếc điện thoại Xiaomi trong phân khúc giá từ 4 đến 5 triệu. Thường thì em nghĩ là 4 đến 5 triệu của Xiaomi chủ yếu là những sản phẩm liên quan đến chơi game đúng không? Tuy nhiên, trong video này, 4 đến 5 triệu mình vừa mang đến cho anh em những con máy vừa chơi game này, vừa pin trâu này, hoặc là những con máy có thiết kế rất đẹp về màn hình cực kỳ mỏng, hoặc là những cái chiếc điện thoại flagship qua sử dụng của Xiaomi với cái chất lượng camera và cái chất lượng loa vô cùng là ngon. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Anh em đừng quên nhấn nút đăng ký cũng như bật nút chuông để nhận thông tin về video mới nhất nhé. Con này con Xiaomi 12X thôi. Con này thì hình thức xấu thì tí nữa mình cho anh em xem sau. Mở đầu đó chính là chiếc Redmi Note 13 Pro. Hiện tại chiếc điện thoại này có cái mức giá là từ hơn 4 triệu anh em nhá. Đó, đây là phiên bản mà vân đá này. Con này thì mình phải công nhận nó là một chiếc điện thoại thiết kế rất là đẹp với khung vuông nhá. Lưng đẹp nhá. Cái viền màn hình của nó. Đó, anh em thấy chưa? Viền màn hình vô cùng xuất sắc luôn. Đó. Một cái chiếc điện thoại giá rẻ mà cái viền màn hình không thể tin nổi. Thực sự nếu mà chúng ta mua một chiếc điện thoại chính hãng thì cũng khó trong cái tầm tiền kiểu 7 triệu, 8 triệu đi mà có một cái viền màn hình tốt đến như vậy. 7S Gen 2 này, màn hình OLED này 1800 nits, 120Hz, 1.5K, camera lên tới là 200MP và có công nghệ chống rung khoa học nhá. Note 12 Turbo là một chiếc điện thoại vô cùng nổi tiếng của Xiaomi rồi. Đây là một con máy mà mở đầu cái trào lưu viền màn hình mỏng. Note 13 Pro thì ra mắt sau mà, 12 Turbo ra mắt trước. Phiên bản thấp nhất của máy sẽ là cũng từ hơn 4 triệu thôi, cũng có sạc 67W đi kèm rồi. Viền màn hình trên Note 12 Turbo thực sự cũng rất ngon. Đó. Tuy nhiên chiếc điện thoại này thì nó sẽ được con chip là 7 cộng Gen 2. Chiếc này khá là mạnh và cái kích thước của nó cũng nhỏ nhẹ thôi. Viền pin vẫn là 5000 nhá, camera có chống rung khoa học. Màn hình OLED touchscreen 120. 12 Turbo thì mình có nhiều phiên bản lắm anh em ạ. 8128 này, 12512 này hay là 16256. Đấy, Note 12 Turbo là một con máy mà bán cực kỳ chạy ở bên mình luôn nha. Rồi, với chiếc Redmi K6e thì đây là cái dòng sản phẩm thực sự nó vừa phù hợp với cả anh em chơi game mà nó vừa phù hợp với cả bác nào thích một chiếc điện thoại pin trâu. Thiết kế thì nó sẽ khác một chút so với cả là K60 hoặc là K60 Pro, thậm chí là khác cả K50 luôn. Xung quanh chỗ này nó có thêm giải kính này. Đó, xung quanh chỗ này vân khá đẹp. Có một con chip là Dimensity 8000. À đâu, 8200 sorry. Thì đây là một con chip nó khá là mạnh và quan trọng nữa là cái nhiệt độ nó rất ok nha. Dimensity giờ nhiệt độ lắm lúc nó còn hơn cả Snapdragon cơ. Màn hình lên tới là Quad HD cộng, tần số 120. Camera có công nghệ chống rung quang học anh em nhé. Giá của K6e thì nó cũng chỉ dưới 5 triệu thôi. K50 thì nó cũng giống K6e, 120Hz Quad HD cộng, vẫn camera chống rung học. K50 thì nó chỉ khác một xíu so với K6e thôi, đó chính là sử dụng con chip là Dimensity 8100. Thực tế thì khi mà các bạn dùng, các bạn cũng không quá là cảm nhận rõ giữa 8100 và 8200 đâu, nó chênh lệch nhau khoảng tầm là 10%. Thì Redmi K50 nó sẽ rẻ hơn so với K6e khoảng tầm là 230.000 đồng nhá. Đây là một sản phẩm rất là độc dị và mình cá là nhiều anh em chưa từng nghe đến cũng như chưa từng cầm. Redmi K40 Pro Plus, K40 hay K40 Pro thì em nghe rất nhiều rồi. K40 Pro Plus nó sẽ khác biệt chính, đó chính là camera 108 chấm. Thì cái chất lượng camera trên con Pro Plus này nó sẽ ngon hơn so với cả cái con Pro khá là nhiều. Đây là một cái điểm quan trọng. Giá của nó chỉ hơn 4 triệu thôi, full box nhá. Mà các bạn đã được cái phiên bản siêu cao rồi anh em ạ, không phải là phiên bản thấp hay gì đâu. Đây, phiên bản lên tới là 12/256. Dã man tàn bạo chưa? Màn hình E4 AMOLED đặc cấp Samsung, chip 888, tần số quét 120, có hai loa. Thiết kế vẫn rất là đẹp. Nếu anh em đang tìm kiếm một chiếc máy flagship qua sử dụng với giá tốt và những cái tính năng sử dụng khá là ngon thì mình sẽ đưa đến cho anh em chiếc Xiaomi 11 Pro. Hiện tại thì chiếc điện thoại này cái mức giá rẻ nhất của nó chỉ khoảng hơn 4 triệu rưỡi một xíu thôi. Và đấy là phiên bản 8256 luôn rồi, chứ không phải 128GB nha. 128GB mình bán hết rồi. 8256 bây giờ nó đã có giá rất là rẻ rồi anh em ạ. Con này thì thiết kế cực kỳ đẹp và nếu mà để nói là thiết kế trong cái số này thì Xiaomi 11 Pro gần như là một chiếc điện thoại top thiết kế trong cái chỗ này rồi. Rất đẹp, khung kim loại bóng bẩy, đây là màu xanh ngọc bích ấy. Rồi 11 Pro thì nó có một cái màn hình kích thước siêu lớn luôn. 6.81 inch. Quad HD cộng, 120Hz, camera có công nghệ chống rung quang học nhá và hai loa của Armageddon. Đây, phiên bản mình đang cầm trên tay đây thì nó khá là cao. 12/256, nhưng mà mình vẫn có 8/256 cho anh em lựa chọn nhá. Viền pin 5000. Nói chung là màn cái dòng Mi này thì đương nhiên nó sẽ nhỉnh hơn so với cả là dòng K hay dòng Note rồi. Đây là một cái điều mà chúng ta không thể bàn cãi được. Chiếc điện thoại loa hay nhất trong cái số này đó chính là Xiaomi Mi S. Mi S thì mình cũng có nhiều phiên bản anh em ạ. 8128 thì nó chỉ rơi khoảng 3.9 triệu thôi.
8256 thì hơn 4 triệu, khoảng hơn 4 triệu 5. Và cũng như 12256 mình cũng có luôn. Nói chung Mi Mi S mình có rất là nhiều phiên bản để cho anh em lựa chọn, kể cả là phiên bản màu sắc nhé. Lưng thì là kính này, khung cũng kim loại này, cụm cam này, 108 chấm có chống rung học này. Đó, con này thì màn hình thác nước 90Hz OLED. Và quan trọng là cái chất lượng âm thanh của Xiaomi Mi Mi S thì nó cực kỳ đỉnh cao, và nó cũng đã được rất nhiều anh em lựa chọn rồi. Đó, đây này. Đó, chung loa có con này thì rất là hay nhá, không phải nghĩ luôn. Rồi Xiaomi Mi S giá khởi điểm cho cái phiên bản rẻ nhất là 3.9 triệu. Xiaomi Mi 2X thì như mình đã nói, con này nó là con xấu thôi. Bản 8256, con này thì có mức giá là hơn 4 triệu nhá, cho anh em nào thích cái trải nghiệm nhỏ gọn. 870 đấy. Xiaomi CV2, đây là chiếc điện thoại mà nếu anh em có quan tâm đến thị trường smartphone thì cũng biết. Con máy này bán chính hãng, khởi điểm là hơn 10 triệu. Và đến thời điểm hiện tại thì mình không nhớ giá nó là bao nhiêu. Cũng có một số khách mua chính hãng và bảo với mình là mua chính hãng hơn 10 triệu. Thì chiếc Xiaomi CV2 mình đang có trên tay đây thì phiên bản 8256GB luôn nha, nó chỉ có mức giá là dưới 5 triệu thôi. Gần như tất cả những tính năng hay là những cái phần mềm, những phần cứng bên trong của nó cũng gần như giống so với cả là phiên bản chính hãng. Đây là lưng trắng, nó sẽ có vạch vạch, rất là hay. Con này thì có một cái điểm vui vui mà anh em nên thử, đó chính là cái đảo. Đảo giống như kiểu là thương hiệu hoa quả, đúng không? Và khi mà anh em chụp ảnh selfie nhá, hai đèn flash, hết sợ, xịn chưa? Và hai camera selfie của nó đều độ phân giải là 32 chấm nhá. Màn hình AMOLED 120Hz và con chip là Snap 7 Gen 1 CV2. Con này thì mình thấy là nó sẽ phù hợp với cả anh em mang đi tặng. Rất nhiều anh em đi tặng đã mua chiếc điện thoại này của mình. Redmi K40S. Rồi, con này thì chỉ hơn 4 triệu thôi. Các bạn đã có một cái thiết kế rất là đẹp rồi nha. Con này thì có lưng phẳng này, khung cũng vuông này. Thiết kế của K40S thì nó ra mắt cùng năm với cả K40, nhưng mà nhiều anh em nhận xét là nó đẹp hơn. Cùng năm với cả K50, nhưng mà nhiều anh em nhận xét là nó đẹp hơn so với cả là con K50. Con này đang dán cường lực nên là nhìn về nó hơi dày, chứ thực ra là về màn hình chiếc điện thoại này khá là mỏng. Màn hình E4, camera đã được nâng cấp so với cả thế hệ cũ. Bây giờ có chống rung học, có chip 870 vô cùng ổn định nhá. Hơn 4 triệu cho phiên bản full box. Rồi, nếu mà anh em chỉ thích về hiệu năng pin sạc thì anh em hãy nghĩ sang chiếc Redmi Note 11T Pro Plus và Redmi Note 11T Pro. Cả hai chiếc điện thoại này nó chỉ loanh quanh 4 triệu mà thôi. 11T Pro thì nó dưới 4 triệu nhá, còn 11T Pro Plus thì nó cũng loanh quanh 4 triệu, hơn 4 triệu một tí thôi, rất nhỏ, không đáng kể. Nó gọi là mẫu giáo luôn. 11T Pro nó sẽ có điểm mạnh là viên pin 5000. Nhưng mà 11T Pro Plus thì nó có điểm mạnh là sạc nhanh 120W. Và con 11T Pro Plus thì cũng là con máy rẻ nhất, nó có hỗ trợ công nghệ lên tới là 120W. Màn hình là 144Hz. Đó, và con chip là Dimensity 8100, cũng rất là mạnh để cho chúng ta chơi game. Con này thì có một cái điểm hay nữa là có hai loa và có jack cắm tai nghe 3.5mm nhá. Ok, trên đây là cái bảng tổng hợp của mình. Những cái chiếc điện thoại Xiaomi mình đang sẵn có trong phân khúc giá từ 4 đến 5 triệu. Đương nhiên là mình vẫn còn những cái thương hiệu khác, Realme, Oppo, Vivo hay OnePlus. OnePlus thì nó hơn 4 triệu rồi. Và anh em cũng thấy là trong cái tầm tiền 4 đến 5 triệu thì các bạn có rất nhiều sự lựa chọn. Hồi xưa khoảng 1 năm trước thì trong tầm giá này chúng ta chỉ tìm được những con máy mà nó thiên về hiệu năng một chút và thiên về pin một chút. Nhưng bây giờ thì các bạn có thể lựa chọn những con máy kiểu như là nó thiên về thiết kế, nó thiên về camera, nó thiên về loa, hay là nó thiên về những cái tính năng của flagship như kiểu Mi 1 Pro. Anh em nghĩ sao về những con máy từ 4 đến 5 triệu và trong cái số tiền này anh em mua thì anh em sẽ lựa chọn sản phẩm nào? Và anh em lưu ý nhé là khi mua máy dịp cận Tết này, bây giờ là mình đang quay khoảng tầm là 15 âm lịch, thì anh em nên đặt trước cái ngày mùng 1 tháng 1 âm lịch khoảng tầm là 15 ngày, trước 15 ngày đi. Đơn hàng có thể là tới kịp cho anh em trước Tết. Còn bây giờ những cái bưu cục ấy, nó khá là tắc và nhiều khi họ còn không cho mình gửi cơ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến đây trên kênh YouTube của mình. Và đừng quên là comment những cái chiếc điện thoại mà các bạn thích ở phía dưới nha. Những sản phẩm này các bạn muốn mua có thể nhắn tin qua Facebook và Zalo nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.